chào mừng mọi người đã đến với công ty tư vấn du học L&D. Hôm nay, L&D sẽ tiếp tục mang đến cho bạn một ngành học ở trường CTL Aero College. Đó chính là ngành nghiên cứu máy tính. Hãy xem hết video này của L&D để xem ngành này có gì hot và có gì đặc biệt nhé. Ngành nghiên cứu máy tính tại CTL Aero College đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên trong và ngoài nước. Chương trình này nhằm đào tạo ra các chuyên gia chất lượng cao với trình độ kỹ thuật vững vàng để làm việc trong ngành công nghiệp máy tính. Nó cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản để giúp họ có được những vị trí chuyên môn trong lĩnh vực này. Ngoài ra, sinh viên còn có thể được kiến thức và trình độ chuyên môn về kiến trúc và chức năng của máy tính, cũng như xây dựng và xử lý sự cố mạng máy tính trong gia đình và doanh nghiệp. Có rất nhiều lý do nên chọn ngành nghiên cứu máy tính tại trường CTL Aero College. Hãy cùng L&D tìm hiểu nhé! Thứ nhất là chương trình đào tạo theo tiêu chí của nhà tuyển dụng. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, ngành nghiên cứu máy tính, sinh viên 100% đều đáp ứng yêu cầu và xin được việc làm dễ dàng. Thứ hai chính là sinh viên có cơ hội học ngành nghiên cứu máy tính lên các bậc cao hơn ở các trường đại học tại châu Âu như Anh, Pháp, Nga. Và thứ ba là bằng tốt nghiệp tại trường CTL Aero College sẽ được công nhận toàn quốc tế. Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về ngành nghiên cứu máy tính tại CTL Aero College nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo của trường CTL Aero College sẽ bao gồm yêu cầu của nền giáo dục nói chung và yêu cầu chính của môn. Sau đây sẽ là một số môn học của môn học bắt buộc và môn học tự chọn của yêu cầu của nền giáo dục nói chung. Mọi người hãy cùng tham khảo nhé! Và tiếp theo sẽ là danh sách những môn học bắt buộc của yêu cầu chính của môn. Mọi người cùng tham khảo nào! Và cuối cùng trong chương trình đào tạo đó chính là môn học tự chọn trong yêu cầu chính của môn. Mọi người tham khảo nha! Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về học phí tại trường CTL Aero College. Học phí tại trường sẽ được chia ra là học phí đại học là 3.208 euro trên 24 tín chỉ, sau đại học sẽ là 5.208 euro trên 1 năm và chi phí ăn ở thì tầm khoảng 6.000 euro trên 1 năm. Và trường sẽ có 3 kỳ nhập học sẽ rơi vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Nào, bây giờ mọi người hãy đến với L&D và đăng ký du học ngành nghiên cứu máy tính tại trường CTL Aero College ngay thôi nào. Và khi đến với L&D, bạn sẽ được tư vấn tận tình, cung cấp rõ ràng minh bạch thông tin về chương trình học, khóa học, chi tiết lộ trình du học. Ngoài ra, L&D sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn học tập và sinh sống. L&D sẽ hỗ trợ và giúp bạn tìm các công việc làm thêm trong quá trình học nếu bạn cần. Và sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được hỗ trợ và giới thiệu về các dịch vụ việc làm và nhập cư. Và đặc biệt, L&D sẽ luôn sẵn sàng miễn phí hồ sơ và dịch vụ xin visa du học giúp bạn đó. Để biết thêm thông tin và chi tiết, vui lòng liên hệ qua số hotline miễn phí của chúng tôi 1800 555514 hoặc fanpage tư vấn du học Kiên Giang. Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua website duhocld.edu.vn hoặc đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại TL1 căn 16 đường số 9 khu shop house Phú Cường gạch giá Kiên Giang hoặc chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh số 526/27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt khi đến với L&D, bạn sẽ được dịch vụ miễn phí hỗ trợ mãi mãi đến từ L&D. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của L&D nhé. Bye bye mọi người.